luôn nè, những cái khu trại nè. Tất cả các trò đó là cắm trại qua đêm đó mọi người, rất đẹp luôn. Không, nghe nó rung dữ vậy. Tu sửa lại để đón Tết nè cô chú anh chị. Ở ven ngay chỗ đường đường đi, trên đường đi, nhưng mà gần ngay chỗ dưới chân núi này nè, thấy không? Thấy là nó ở trên nó xuống cấp cho nên người ta sửa, tu sửa lại nè. Ngoài đường anh đã quay cho các chú xem. Chắc vậy là nó sẽ ra đầm mới, đó là đầm ấm mới luôn. Đây là nghề chính mình là chăm bắt cầu luôn ha. Dạo vòng vòng ở dưới đỉnh chân Bà Đen bên ngoài để cho cô chú anh chị hình dung và biết được thêm cái quang cảnh dưới chân Bà Đen nha, dạo bên ngoài nha. Để cô chú anh chị mình sẽ đi tiếp, đây là vườn nho 4 cây, 4 cây nữa là tới vườn nho. Để cô chú anh chị, đây là bãi giữ xe nè, bãi giữ xe ở chân núi Bà rất là rộng, bãi giữ xe này rộng lắm. Khi mình đi tới đây nè, mình mới thấy được đỉnh núi Bà Đen, dưới chân núi Bà Đen nè, rất là rộng luôn. Đấy, cáp treo lên kênh kia kìa, nhìn rất là đẹp ha. Đây là buổi sáng sớm tầm 6 giờ nha cô chú anh chị. Đây là phía ngoài nha, công thuộc về ở núi Bà. Ở đây là quán vọng nè, quá là trời. Đây là điểm bán cáp treo, mua vé cáp treo, trang trại dưa lưới. Ở đây là trang trại dưa lưới nè, chắc không biết ha. Này giữ xe ô tô nha, trang trại dưa lưới đấy. Ở đây em thấy cái trang trại dưa lưới cũng rộng lớn lắm cô chú anh chị, nhưng mà không biết bên trong như thế nào, không biết là có cho vào hay không. Đấy, và đây em thấy trước ngoài là nguyên trái dưa lưới. Đây là cái con đường đi vào suối Môn, căn cứ suối Môn vô 500m. Không, bây giờ mình sẽ đi vào trong ngang cô chú anh chị. Đây, vô 500m căn cứ suối Môn, không biết nó đẹp như thế nào. Quá nhìn quá đẹp luôn, cái khung cảnh này quá đẹp luôn bà con cô chú anh chị nè. Đi vào suối Môn mình sẽ thấy được dưới chân núi Bà có đẹp cỡ nào, hùng vĩ cỡ nào, đẹp cực kỳ luôn. Đây là quang cảnh buổi sáng nha. Này đẹp quá ta. Đây nè, ô chú anh chị, quán ăn nhìn thấy đã luôn á. Trong đây suối Môn. Ơi có trống trống quá trời à. Đẹp quá à. Bây giờ mình sẽ đi vào cái quán ăn gia đình suối Môn. Thì mình cũng nghe phong phanh ở đây là nói đây là khu căn cứ suối Môn luôn á, nhưng mà khi mà đi vào con đường này thì gặp ngay cái quán ăn suối Môn. Mình sẽ tìm hiểu coi cái quán ăn này nó làm sao nha cô chú anh chị. Nghe nói đây là quán ăn gia đình á. Bây giờ mình sẽ lên đường. Phía trước cô chú anh chị em thấy rất là nhiều trống trống à. Đó, nó quay kìa. Rồi giờ mình sẽ đi nghe, phía hai bên này là chuối không? Đây là người ta để cho mấy cái chòi nè, chòi ăn uống nè.
rất là đẹp, trong trống luôn đây. Có hồ sen à, người ta lót những cái cây để mình đi lên nè ha. Chòi 2, chòi 1, chòi 2. Phía ngoài này đó là chòi 1. Vào trong là chòi 2. Đây là cái đường đi nè. Ô, bắp sen quá đã luôn. Ồ, người ta làm những khúc vòng vòng đây nè, những cái hồ sen. Hồ sen này, này cái mương sen đó chứ. À, theo cái dấu cộng đó cô chú anh chị. Nè. Cô chú nhìn anh chị nhìn kỹ ha, dấu cộng nè. Rất là đẹp luôn. Wow. Ở đây là cái mình sẽ vào tận trong chòi nó có những cái gì nha. Đó, bếp ga, đồ đũa, muỗng đũa rồi có sẵn hết. Có quạt nữa nè. Đấy cô chú anh chị. Rồi ly cổ nữa nè, uống bia nè. Đây, giá để có sẵn hết. Đây là xung quanh là chòi môn. Căn cứ chòi môn nằm bên trong của chú anh chị. Quán ăn gia đình. Ở đầu ngoài vô là cái quán ăn gia đình. Rồi. Đã ha. Khu đây rất là lãng mạn, nên thơ của chú anh chị, rất là mát luôn á. Em quay giáp vòng để mọi người có thể biết nha. Chòi em đang đứng là chòi thứ 3. Chòi 1 nè, chòi 2 nè, chòi 3 đây. Là rẫy còn biết không? Dạ. Rồi người ta nhà nước ta làm cái đường này, vô khu căn cứ, ta khai thác khu căn cứ mà tôi chưa làm đó. Dạ. Cái đường này nhà nước làm cho mình làm nổi đâu. Dạ. Đó rồi cô, đất cô đây là rồi cô mới cắt quán cô bán. Dạ. À, vậy đó, cô cắt quán cô bán lên. Rồi bán cũng được lắm, khách thì cũng được lắm. Đây đây hả, từ 10 giờ mới bán. Dạ. 10 giờ giữ chợ thì làm chuyện 10 giờ bán. Mình hoạt động sáng khoảng tầm 6 giờ hả cô? Sớm mời sớm ở đây lên dọn dẹp xong 10 giờ mới bán, là cô đi chợ về rồi. Đồ ăn đồ uống rồi đó, đi chợ ngày nào bán ngày nấy. Muốn mua thì cứ cơ hả, tên bữa thứ bảy chủ nhật là cô bẻ cô để đây cô bán á. Dạ. Còn ngày thường thì khách cũng rất ít, khách địa phương. Là thứ bảy chủ nhật là mới đông đúng không cô? Thứ bảy chủ nhật cô nói là chắc là ở tỉnh lên hay sao cô? Mấy chỗ khác lên. Ok, thành phố như Bình Dương, Bình Phước. Dạ. Tao đi ngang đó con, có tao quẹo vô tao cũng ăn uống vậy đó. Dạ. Bình Dương, Bình Phước cũng ghé nhiều lắm đó. Rồi có lúc thì cũng có khách ở Vũng Tàu lên. Rồi có khách ở Sài Gòn lên. Rồi mình hỏi sao tao nói có bạn vô đây ăn ngon quá chị. Dạ. Bạn vô đây nó ăn gà nướng đây ngon quá, cái gì món đặc sản đây cũng ngon hết trơn à. Dạ. Ăn thì ngon quá thì chỉ vô ăn. Dạ. Thì con thấy hồi nãy con thấy cũng menu quán thì cũng có giá cũng bình dân. À, giá bình dân đúng rồi. Rất là dễ ăn. Đâu có bán mắc được đâu con. Trời ơi, bán cái gì cũng giới hạn thôi chứ. Dạ, dạ. Ở đây mình đi qua, nếu như mình ra đây mình đi qua tới bên cổng núi bệnh là khoảng bao nhiêu cây con? Đây qua bển đó hả? Dạ. Nếu mà ngay cái đường đầu ngoài đầu đường ngoài á, qua bển là một cây mấy á. Cây mấy, vậy là từ đây qua tới bển là rồi mình phải chạy khúc đường này ra nữa. Dạ, dạ, cây mấy mình tính cái đường đó thôi, rồi có đường bê tông đi vô. Dạ. Có bữa tự nhiên thứ hai mà cũng đông nghẹt như ngày qua đó. Dạ. Ngày qua là thứ hai, thứ ba quên rồi. À, qua thứ ba. Thứ hai. Qua thứ ba cũng đông nghẹt. Ba. À, trưa xế người ta mới vô được con ơi. Dạ, trưa xế người ta vô. Thí dụ con ngày qua vô 9 người, 9 giờ vô rồi, cái ta đi vòng vòng ta chụp hình hồi, cái ta mình nấu món xong có ta lại. Gia đình nhiều hay là bạn bè vô nhiều hả cô? Gia đình cũng có, bạn bè. À, gia đình có, bạn bè thì đủ chứ mấy cái trời đó nhậu, còn hùng cũng có. Đủ hạng rồi. Vậy đây là dành cho tất cả các cô chú anh chị từ nhỏ tới lớn luôn. À. Dạ. Nhưng mà ở đây đặc biệt ngon nhất là cái món nào cô? Món nào đặc sản của mình đây ha? Đặc sản hả? Dạ. Đặc sản thì gà nướng đó. Gà nướng mà gà rẫy không mà ngon lắm. Gà rẫy. Dạ. Rồi cá lăng bờ hồ. Dạ. Vậy đó, hai món đó là đặc sản đây. Vậy là hai món đó khác. Cá lăng nó còn những món khác là thiếu gì như sườn nướng bò rồi mấy cái đó là bình thường là mình đâu có nói chi. Dạ. Chứ không phải là mình ra mình ăn mình hỏi người ta, mình bán mình hỏi người ta chứ. Ăn thấy ngon, nó trời ngon quá cô ơi, ăn ngon không có tiếng tiền luôn quá cô. Đó vậy cái mình ăn cũng mừng, biết không? Dạ. Mình buôn bán mà ăn ta chơi dở mình buồn con thôi, mình cố gắng làm cho thiệt là ngon mà rất là sạch sẽ luôn. Dạ. Nó thấy nhà cô hai người dọn dẹp rồi, người không biết là cô phải đi thay. Cô là bếp chính luôn hả? Cô chủ nhà. Chủ nhà. À chủ nhà thôi, nhưng mà bếp chính giờ chưa có qua. Chưa, bếp chính có riêng nè ha. À,
Thôi con cảm ơn cô nha. Hôm nay tới đây để cho các bạn, cô chú anh chị biết thêm một cái quán ăn gia đình Suối Môn ở Vành Đai Núi Bà Suối Môn nghe cô chú anh chị. Thì qua nãy giờ trò chuyện với cô thì mình mới biết được là đây là đất nhà của cô nha. Cô là chủ đất luôn. Cô mở cái quán ăn này để cho bà con tới ăn uống. Đây. Và trong đây là khu căn cứ của Suối Môn. Bây giờ anh em sẽ đi vòng vòng để mọi người xem tận cảnh chi tiết từng nơi của quán. Những cái chồi lá rất là xinh xinh, mát mẻ. Ở đây rất là mát mẻ luôn nè. Cơ quan đồ tới đây là cũng thoải mái nữa, đi ăn chung đồ á cô chú anh chị. Hôm nay đi dạo vòng vòng có lo để ca nữa nè, vòng vòng ở chân núi Bà quay, tình cờ mình phát hiện một cái quán ăn gia đình Suối Môn đây, liên quan tiệc tùng đồ ở đây cũng rất là đẹp luôn á. Có võng cho mình nằm để mình mệt mỏi, mình nằm võng đây nè. Giờ mình sẽ đi vào bên trong căn cứ Suối Môn như thế nào để khám phá. Ở dưới chân núi Bà Đen có một căn cứ Suối Môn nha cô chú anh chị. Bây giờ em đã vào khu căn cứ Suối Môn rồi đây. Đây hoàn cảnh khu căn cứ Suối Môn nè. Đó, đây cũng là cái đường này lên núi nè cô chú anh chị. Đây, cái sung to là sung lâu năm lắm rồi nè. Đó. Bây giờ cô chú anh chị cùng em đi vào căn cứ Suối Môn nha. Đây, rồi dây leo trời, dây leo to khiếp luôn á. Rồi đây đặt đại bia tưởng niệm. Đó. Di tích căn cứ Suối Môn. Cô chú anh chị ơi, bây giờ tụi em sẽ đi tiếp nha. Sau khi đã xem xong căn cứ Suối Môn và đi vào cái quán Suối Môn thì bây giờ mình sẽ đi tiếp để tìm hiểu thêm nha cô chú anh chị. Rồi tới cái tới ngã tư này có cái đèn đỏ là mình quẹo qua đây đi về Tân Châu nè. Cô chú anh chị hướng về Tân Châu á. Đi vòng theo chân núi nè, đâu có chú anh chị không? Quách nè. Thu hoạch mãng cầu quá trời luôn. Đó. Bây giờ mình sẽ đi vào bên trong để ở đây em tới đây em thấy được nguyên một vườn trồng na nè. Thấy bà con đang thu hoạch nè. Đó, để mình sẽ vào trong cho bà con coi những trái na thu hoạch như thế nào nha. Các cô chú nông dân thu hoạch cái trái na còn gọi trái măng cầu á cô chú anh chị. Quá trời luôn. Đây người ta trồng măng cầu người ta dưỡng dữ lắm nha. Thấy có những trái có mút này nè. Đó. Hôm nay là đang mùa thu hoạch hay gì á, ta hái quá trời luôn á. Hôm nay mình đi ở đây mình thấy đây nè, đó, quá trời luôn. Cái này là mình thu hoạch xong mình đi dựa lấy rồi, dựa lên lấy. Cái này có người mướn đi đâu ra tám đó luôn đi. Cái này vô mùa chưa anh hay là chưa. Là vô mùa. Cái này là có rai ha. Mình làm vụ là nó tái mà. Dạ. Đây mình để cho dựa ha. Quá trời luôn, dựa lên lấy nè. Chắc vậy là nó sẽ ra độc mới. Đúng rồi. Ra bông mới luôn. Đó. Vậy đó. Đây là nghề chính mình là trồng mãng cầu luôn không anh? Đúng rồi, chính mình.
ở khu bà con khu núi này trồng mãng cầu nhiều lắm. Vô phân. À. Vậy cỏ là vô phân. Dạ. Vô phân xong đầu nó bị ra lá non như vậy. Dạ. Nó đâu qua bông. Là từ ngày mình cắt lại vụ nay là bữa mùng 8 đi. Dạ. Là qua mùng 8 tháng 6 tháng 7 là ăn á, mùng 8 tháng 6 là ăn á. À. Nhưng mà nước mình coi thuốc rồi. À, làm, vậy là cái này chắc mình phải mướn nhân công làm chứ nhà mình đâu có làm hết. À, đúng rồi, nhân công không chứ mướn không chứ cỏ này cũng phải mướn làm cỏ và xịt thuốc nữa. Đúng rồi. Quá trời cỏ luôn. Nhiều giai đoạn lắm coi chứ ăn nó cho mình ăn quả được là cũng cả vấn đề á. Dạ. Ừ. Có giá thì đợi các cô chú dần chút xíu. Đó, vậy đó, vậy là mình làm gì là mình nước thu hoạch đó. À. Là vô phân rồi nó ra lá tròn. Ủa cái này là mình đến thu hoạch là mình thu hoạch một lần một hay là mình thu hoạch được nhiều lần? Cái nào cũng nở mình bẻ nhiều lần. Ví dụ quả của nó là ngày chưa nở nè, ta trong vòng khoảng như 4 bữa nữa là nó nở. 4 bữa nó nở. 4 bữa nữa nó nở là mình thu hoạch. Lần này mới hái sáng là mấy đắng á. Em nhìn mấy cái trái nè của anh, cái măng cầu á, trời ơi nó đẹp thế. Đẹp à, đúng rồi. Sáng bóng láng luôn ha. Nhưng mà mình lắm. Mà măng cầu này măng cầu bông thường nha. À. Còn măng cầu bông quấn đẹp nữa cả. Trong người mới biết nở không chứ em giờ đâu có rầy đâu có sâu gì đâu. Dạ. Mà măng cầu này nói chung là măng cầu bao sạch nha, không có dòi luôn á. Măng cầu đẹp lên luôn. Nó là một cây là 2 mét. Cái này ảnh trồng riết mà ảnh cắt riết mà cái nhánh nào nó cũng to đùng luôn nè. Cắt riết nhánh to đùng luôn. Tại vì khi mà cắt cái măng cầu á, nó ra nhánh mới á, thì mấy nhánh này nó bự lên. Là một năm mình thu hoạch 3 vụ à. Nó một năm là thu hoạch 3 vụ. Còn từ cái ngày mà mình đặt cái con xuống đến ngày mà mình thu hoạch mùa đầu tiên. Một năm rưỡi. Một năm rưỡi ha. Cũng như cây con là mình đặt xuống đất á, là nói chung mình thu hoạch là đúng 1.5 năm á. Là thu hoạch luôn đúng 1.5 năm luôn. Mấy dạ. Này nói chung nhanh sốc rồi, nói chung nó cũng khó lắm, chung cái dễ mà cái là 30 dạ. Phút. Giờ là làm nó còn sạch không em. Để mà được cái thành quả này là anh chắc mất công dữ lắm ha. Công dữ lắm. À. Công ghê. Thì mình cũng làm nhiều năm trong trong nghề này rồi mình biết được những cái đặc điểm và mình biết chăm sóc cái chung mướn cầu này là nó cũng lâu năm rồi. Chứ còn đá mướn cầu là nó này lâu năm. 2-3 năm nó tốt lắm, nó sung lắm, cái nào không có cho ăn này. Chưa cho ăn. Hết đợt tái này đầu vô cho ăn tiếp. À. Làm tái tiếp đó. Là mỗi một lần mình ăn tái là mình làm phân một lần. Hai lần. Mình giờ cái này ăn tái hết là trong vòng một tuần lễ nữa, 10 bữa nữa là ăn hết dần tái này, xong là mình vô phân, dãy cỏ, dạ, dạ. vô phân xong. Anh rồi bấm nhánh thì nãy đó. Đúng rồi. Dạ. Anh cho em hỏi là cái tuổi thọ của cây mãng cầu này là bao lâu anh? Nó đi chắc phải 12-13 năm. 12-13 năm. Ừ, nếu chăm sóc. Rồi mình sẽ trồng lại cây con ha. Đúng rồi. Nó già quá dạ. Trồng lại. Dạ. Còn cái cây này của mình là được bao nhiêu năm rồi anh? Khoảng 8 năm. 8 năm. 8 năm, 9 năm. Wow. Thu hoạch được 8 năm thì mỗi một cây mãng cầu mình trồng có lẽ mình cực là chỉ một năm mấy đầu không có thu hoạch thôi. Ờ đúng rồi, 1.5 năm á, cho 1.5 năm vậy trồng không thu hoạch. Nhưng mà trồng này thì đỡ hơn trồng đồ hàng bông ha. Đỡ hơn, với thằng mãng cầu mà mới mình cầm xuống á là có khoảng nửa này là mình trồng đồ hàng bông. À, rồi mình muốn trồng hoa màu thì mình trồng. Còn dạ. Mình chăm sóc cây mãng cầu luôn là sau này lên thu hoạch là hàng bông là nó liếp là hàng bông mình không trồng nữa. Dạ. Ba bữa là thu hoạch một lần. Ba bữa thu hoạch một lần. Đến khi nào mà hết trái thôi. Cái trái mùa mà thu hoạch mình đi mình chắc mình tìm ra những cái trái này hơi mệt ha. Nhiều khi nhiều gặp những cái trái nó chưa đạt nữa, chưa tới ngày giờ chỉ đó. Trong người á biết dòm trái nào mà già không biết mình nó nở ra chứ nó nở ra bự rồi ra dạ. Đây là mình chia loại ra hết anh à, mình chia loại trái măng cầu đó hết ha. Đúng rồi, hàng 3 này chia loại ra đó. Đây là hàng 3. Hàng 3 là nhỏ. Còn cái hàng nhỏ. Có hàng 4 đồ ha, hay là hàng không, hết rồi, hàng này là hết luôn rồi đó. 3 là hết rồi, 1 2 3 thôi. À, trong đây có những cái con ốc này ốc gì hả? Ốc này đâu ốc phải gì? Ốc núi không? Này ốc sên mà. Sên. Đấy. Hàng 3 thấy cũng đẹp ghê. Dạ. Quá kịch kỳ luôn. Những cái mãng cầu này là ở trong vườn căn vườn. Có khi nào người ta đi tới đây mà người ta mua để người ta cúng bà không anh? Có. Vô tận chỗ luôn ha. Cũng có. À. Với lại các cô chú khách du lịch cũng rất là thích vô tại vườn mua á. Dạ. Để cho có những cái trái mãng cầu mà
mới vừa cắt cái và cắt cái tươi ra rồi đem về cắt luôn cứng và dạ. Anh cho em hỏi là cái khúc mình ở đây gọi là đâu anh? Để đây bà là con nó ngã tư Khai Đoan ạ. À ngã tư Khai Đoan hả? Ví dụ như người ta muốn liên hệ với anh để mà mua mẫn cầu sỉ hè lẻ rồi anh số điện thoại mấy? Có số điện thoại luôn. Số mấy? Số 0969 0969 190 450. À, anh tên gì ha? Anh Hiếu. Hiếu ở ngã năm. À có gì để bà con phía tới miền Tây rồi nó à xin tới miền Tây luôn ha. Đi Hà Nội vẫn còn chín thì kiếp không được. Bây giờ mình sẽ đi tiếp dạo vòng quanh chân núi Bà và còn những cái gì hấp dẫn để em có thể gửi tới bà con cô chú anh chị gần xa Tây Ninh của mình. Thì càng ngày em càng tiến lại gần chùa Khmer rồi. Đây cô chú anh chị. Đó đây là chùa Khmer nè. Khơ Đòn nè. Hồi nãy một cây này nó chỉ tới đây, cũng đang trong quá trình tu sửa nè cô chú anh chị. Đó. À, trong quá trình tu sửa nè, chưa hoàn thành cô chú anh chị ơi. Ở đây là có một cái chùa Khmer ở Việt Nam mình, ngay chỗ dưới chân núi Bà, cái đường gần phía bên kia nhìn cô chú anh chị. Chùa này chùa gì anh? Đây nãy cái cột ở đây nãy đi tới đây là còn cây nữa tới chùa Khơ Đòn gì đó cô chị. Cô chú anh chị nếu mà có đọc sai cô chú anh chị thông cảm nha. Thì ở trên này thấy những đức Phật rất là đẹp đây nè. Tầm khoảng 3 ngày, 13, 14, 15 tháng 4 thì ở đây là Tết người Khmer cô chú chị. Thì ở đây em thấy là chắc là diễn ra cũng rất là đông bà con Khmer ở đây họ đi. Hay là ở chùa này cũng đang tu sửa lại để đón Tết cô chú anh chị. Ở ven ngay chỗ đường đi, nhưng mà gần ngay chỗ dưới chân núi này nè, thấy không? Em thấy là nó ở trên nó xuống cấp cho nên người ta tu sửa lại nè. Ngoài đường em đã quay cho cô chú anh chị xem rồi đấy. Giờ mình sẽ đi tiếp cô chú anh chị ơi. Ở trên đó đang xây á để tiếp tục đón Tết Khmer người Khmer cô chú anh chị. Đây. Tới đường này giao lộ về thành phố Tây Ninh và Tân Châu. Đây. Ngã ba. Chạy trên đường tới đây nè có cái nhà nghỉ khách sạn Phố Núi nghe cô chú anh chị. Giờ mình sẽ đi tiếp tục núi. Ở phía trước mặt cô chú anh chị là núi Heo á. Núi Heo á cô chú anh chị. Còn nãy mình quay nãy vòng vòng nãy là núi Phụng. Tại vì mình chưa biết chắc chắn là núi gì cho nên là mình phải tìm hiểu xong rồi mình nói cho cô chú anh chị biết nha. Ở đây là đường đi Ma Thiên Lãnh 1,5 cây. Đường đi hồ núi đá 500m. Hồ núi đá 500m, Ma Thiên Lãnh 1,5 cây nữa. Giờ cô chú anh chị cùng em đi tiếp nha. Chú ý, hồ nước sâu nguy hiểm. Hiện tại em đã tới đây đây nè cô chú anh chị, hồ suối đá. Này rất là đẹp luôn. Nhưng mà cái đường đi nó hơi xấu. Đây cũng có mấy em chụp hình nè. Ra đây chụp hình sóng ảo cũng rất là đẹp. Hồ nước rất là trong xanh. Nhưng mà bên kia thì nó cây rồi nó héo hết trơn người ta. Đó. Hồ nước đi trong xanh lắm nha. Đây có bán nước rồi, trái cây rồi, bánh trái rồi nè. Đây là cây keo. Khúc này cũng có cây keo nhiều. Thì mình sẽ xuống đây ha. Đấy.
hồ suối đá. Ở đây em nghĩ là chắc là người ta cũng đã khai thác ở đây hay sao rồi đó. À, thì nó tạo ra một cái hồ. Anh em thấy nhiều người rất là câu cá rất là nhiều luôn á. Thì một địa điểm check-in sống ảo của các bạn nè. Đây đá đây là khai thác nó bị bể ra nè. Hồ này không biết chắc cũng sâu à. Đằng kia người ta đang câu cá đó. Ở đây có võng đồ nằm rất là đã luôn á. Đây nè, những cái vết mà người ta đã khai thác đá trên nè. Cái khúc này là khu đó là như là núi heo. Rồi mấy kia giải kia là núi bà đó cô chú anh chị, ở trên đỉnh luôn á. Bây giờ em sẽ đi dạo một vòng bên trong và đi ra để cô biết cô chú anh chị biết có một thêm cái hồ suối đá ở đây rất là mộng mơ, rất là đẹp. Nơi chụp ảnh lý tưởng của các bạn trẻ. Ở trong đây cũng có những cái nơi nghỉ nè. Ở đây nè. Đấy, mình vô đây mình chụp ảnh sống ảo ha. Dạo theo cái bờ hồ nè. Cô chú anh chị thân mến, ở trước mặt mình đây mới vừa đi xong hồ suối đá ra, mình thấy ở đây có nhiều cái đá ong nè cô chú anh chị. Đá ong này nó lỗ quá trời luôn á. Hai cô chú anh chị. Đó. Cái này là tự nhiên có không? Đúng rồi, tự nhiên có nhưng mình phải khắc những cái vuông vuông đó để cho tạo ra cái cảnh đó. À. Đá này là đá tự nhiên có luôn. Còn những cái mà thấy bậc thang á, bậc tam cấp đồ là người ta khắc lên á để cho mình thấy nó đẹp thêm đó cô chú anh chị. Đó. Do người ta khắc cả nhà chứ không phải là nó tự có. Chỉ có đá là tự có thôi à. Tổ ong nè. Wow, nó tạo ra nguyên một dãy đằng kia luôn. Quá đẹp luôn cả nhà. Cao mình nhìn xuống nè. Thấy vòng không cả nhà. Nào, phóng lại gần cho cả nhà xem nè. Rất là đẹp ha. Đá tổ ong. Ở đây em thấy một cái quán ẩm thực nàng sen nè. Núi hoa, núi heo quán. Ở phía trước 200m. Còn nàng sen thì mình sẽ quẹo đường này mình đi vô đây nè. Ẩm thực nàng sen gần ngay chân núi. Suối Đại Đồng, khu du lịch. Camping đốt lửa trại, suối Đại Đồng. Đi vào đây là suối Đại Đồng nè. Những nơi check-in sống ảo của mấy chị em. Rất đẹp nè. Giờ này ở trong đó nó khóa cửa hết trơn à. Nè, tới đây là em bắt gặp ra một cái quán ăn sân vườn núi heo quán. Và bên trái đây là nàng sen ẩm thực camping. Còn bên phải là hoa sơn quán suối Đại Đồng. À, cô chú anh chị. Giờ cô chú anh chị cùng em đi tiến lên phía trước nha. Ở đây có một cái nơi rất là thú vị nè cô chú anh chị, để cho mọi người tới đây để du lịch, ngắm cảnh, chụp ảnh và uống nước, ăn những món ăn dân dã rất là đẹp. Đây, ở đây là nàng sen lữ quán cuối đường 500m cuối đường. Đây có những cái nhà nhỏ đây nè, rất đẹp luôn của chú anh chị. 101 phòng 101 lẫn 2 thích hợp cho các bạn trẻ cắm trại ở đây. Giờ thì hơi vắng, không có ai thì chắc chưa rồi. Đây của chú anh chị đó, ra đây nè, giao lưu đồ, ăn đồ đó, mình sẽ cắm trại trên đây nè để cho bà con Tây Ninh vô đây ha, ăn uống ngoài đây nè, giao lưu ngoài trời nè, rất là đẹp luôn.
Đây cũng là một cái điểm du lịch mới ở dưới chân núi. Lữ quán vào trong luôn nha. Kêu bằng ma lữ quán là sao? Hôm nay mình sẽ đi vào cái lữ quán này để quay review sơ cho cô chú anh chị xem nha. Lữ quán Village. Quán Hàng Sen, nãy tôi vô chị. Vô đây mới thấy là rất là đẹp luôn á. Ở trong đây này cũng cực rất là rộng, không gian rất là rộng luôn nha. Còn phía sau đó thì bên em đang trồng thêm rau đồ để mở rộng thêm ạ. Rau này bên đây là trồng rau phục vụ khách đúng không em? Dạ đúng rồi. Rau để phục vụ khách nè. Rất là đẹp luôn á. Trồng để phục vụ khách luôn các chị. Đây, wow, cái đẹp gì? Dữ ạ. Còn hai cái căn chòi đó là như thế nào em? Cắm trại á hả? Lãng mạn á, cả có người yêu đồ dẫn vô đây thì rất là sướng à. Luôn. Nhìn đẹp quá ha. Khung cảnh bên trong quán các chị. Wow. Thì nơi này là nơi gì em? Nghe chỗ này nè. Bên kia là ăn uống. Còn những cái chòi đó là mình có thể cắm trại luôn, ủa mình nghỉ ngơi qua đêm luôn đúng không? Tất cả các chòi đó là cắm trại qua đêm á mọi người. Rất đẹp luôn. Những cái trái xài đó mình có thể mua được không hay là như thế nào? Cho bé ăn không. Thoải mái luôn hả? Cho bé ăn thoải mái luôn sướng nha. Mình không ở đây em về thôi, tại vì mỗi một người ăn chỉ dữ lắm chừng một hai trái. Đẹp quá ha. Khung cảnh ở trong đây rất là mát, rất là rộng. Bên kia là suối. Hồ cá. Bên đây là hồ cá coi các chị. Mình có thể xuống dưới đó đứng luôn ha. Đây, có những con cá này các chị. Hồ cá coi. Hay ở đây cũng mát là có chương trình giao lưu văn nghệ rồi ha. Ở đây là chiều thứ bảy và chiều chủ nhật đều là ở đây có ca nhạc giao lưu văn nghệ gì không em? Dạ, chiều còn có thứ bảy sẽ có. Tối thứ bảy rồi có. Rồi chủ nhật có không em? Dạ không, rồi chỉ còn có thứ bảy rồi. Tối thứ bảy. Dạ, để em lấy Nhi một xíu ăn chơi cá nha. Dạ rồi. Rồi. Bây giờ cho đi mà nghe anh nghe nó rung dữ vậy. Dạ không có rồi. Quá trời cá luôn. Những con cá này là mình nuôi để mình còn mình xem thôi chứ mình đâu có bắt để bán cái phục vụ cho khách hả? Dạ đúng rồi, cá này bên chỉ nuôi để Rồi buổi chiều bình thường là chiều thứ bảy hay chiều chủ nhật đông em? Dạ bên em thì là 6-7 chủ nhật có ca nhạc. Tầm thứ bảy là sẽ có ca nhạc nha. Thì buổi tối thì mình có thể ở ngoài trời đó. Mình có thể là vui chơi ngoài trời. Có thể là mình qua đêm ở đây trên đây được không đúng không? Dạ có thể là là có nghĩa là mấy cái lều này là có thể là mình mướn đó, này mình qua đêm đó cả nhà. Cái này để cho mình là như là không la đam đúng không? Kiểu cái này là hồi xưa nó là cũng có lại chiếc xe cái nó là bên cho Đây view đây cũng rất là đẹp luôn á. Ở view đây mình thấy đẹp lắm á cô chú anh chị. Nó có những cái chòi nè để mình có thể là ăn uống. Gia đình tới đây cũng rất là thoải mái, tận hưởng cái không khí ở gần núi. Đây có những cái chòi để cho mình có thể là
mướn nè, rất là đẹp luôn. Mình có thể cắm trại ở đây nữa, rất là vui. Có thể là cắm trại đây nữa cô chú anh chị. Xoài em thấy đây là cũng nhiều lắm nha. Đây có những cái bàn nhậu luôn nè. Đó, có cái nhà sàn đẹp đẹp nó gần ngay núi à. Rất là tươi luôn à. Ngoài đây em thấy để những cái bàn để mình thì phục vụ nè. Ngay cái bàn cho bà con cô bác ngồi nè. Rất là dài luôn, ngồi ở đây thoải mái mát mẻ lắm á. Mấy cái chiều này qua đây mà đập chụp hình rất là đã luôn nè. Đây. Toàn cảnh khu đây em thấy là cũng rất là rộng luôn nè. Những cái khu cắm trại nè. Những cái này là cho mình mướn hết á. Mà giá cả mình có thể là mình chưa biết như thế nào cả nha. Đây. Mấy nhà nhỏ nhỏ như nè. Rất là đẹp luôn. Đây cái nhà nè. Mình có thể là mình thuê mình ở trong đây luôn á. Bên đây cũng rất là nhiều nè. Rộng ghê luôn á. Bây giờ là chuẩn bị là nhiều chòi ở đây luôn. Dạ đúng rồi ạ. Khu này đang mở rộng rồi phải không? Dạ đúng rồi, cái này bên em đang mở rộng. Thường thường là mấy cái chòi gì mình có thể mình cho cỡ tầm giá bao nhiêu qua một đêm ha? Dạ cái đó là bên em tính theo đầu người. Đầu người. Dạ đúng rồi. Bên em cái đó là tính theo đầu người ạ. Rồi thì các cô chú chị có tham quan. Ở bên đây em thấy là cũng đang làm những cái chòi để cho mấy anh chị thuê nè. Để qua đêm ở đây nè. Đây. Trong đây em thấy cây xoài nhiều lắm á. Đó là người ta cũng dựng liều lên. Dựng mấy cái chòi nhỏ nhỏ đó của chú anh chị. Phía ngoài để mình chụp hình là có những cái ghế nè. Ngồi mát mẻ đẹp lắm á. Bên kia là đang làm thêm sân khấu nữa gì đó. Giờ tụi em có review ở trong cái quán cho cô chú anh chị xem rồi. Lữ quán rồi. Bên ngoài là nàng sen nha. Bên vô bên trong là lữ quán villa nha. Bây giờ mình sẽ đi tiếp nha cô chú anh chị. Đây nữ bà bây giờ rất là tuyệt luôn à. Cũng tầm trưa rồi nè. Mình nhìn thấy rõ những cái viên đá nè. Viên đá to nè. Đá nhỏ có hết nè. Coi vậy chứ là gần to lắm nha cô chú anh chị. Đây em chạy tới đây nè, đi thẳng là núi Bà, đi DT784 nha cô chú anh chị. Đó. Giờ mình sẽ đi thẳng nha. Cái này cho có chỗ giữ xe nè. Hướng đi Hồ Đá 4 cây, Ma Thiên Lãnh 5 cây rưỡi nha. Đó. Giờ mình sẽ đi thẳng luôn cô chú anh chị ơi. Đường đây cũng còn xa lắm. Và đây cô chú anh chị ơi, đây là trước cái cổng đi lên đường cột điện đây nè, cái chỗ cái chốt mà để mình khai báo đó. Và đây hướng này là mình đi đường cột điện hướng này nè cô chú anh chị. Cô chú anh chị thấy những cái cột điện mà lên tới núi Bà Đen Tây Ninh không? Em đã quay cho cô chú anh chị xem rồi đó. Đấy. Thì xong một đoạn này nữa là em cũng đã hoàn thành đường vòng quanh đỉnh núi Bà Đen ở dưới chân núi để cho cô chú anh chị xem. Giờ cô chú anh chị cùng em đi ra ngoài luôn nha, ra ngoài cổng luôn nha. Và cuối cùng em cũng đã hoàn thành cái review ở xung quanh chân núi Bà Đen để gửi tới cô chú anh chị và các bạn gần xa để biết thêm đỉnh núi Bà Đen của mình. Bây giờ em xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp mọi người trong những video tiếp theo nha. Nhớ like và đăng ký ủng hộ kênh nghe cô chú anh chị. Cảm ơn cô chú anh chị.